Cậu chắc là đoán được mà. Whisper đến để thảo luận với cậu ấy. Anh nói gì ấy? Anh ta vẫn còn muốn mua tôi. Tôi sớm đoán được rồi, chỉ là tôi không tò mò chuyện lén lút liên hệ của các cậu. Tôi bây giờ chỉ muốn biết Dư Thí đã mở giá cho cậu rồi ư? Cậu ta nhất định đã ám thị cậu. Không có ám thị không biết. Làm sao có thể như vậy được? Nửa đồng cũng không cho. Tin rồi chứ. Càng khó tin hơn đó. Không tin vậy anh hỏi làm gì? Được thôi. Cứ coi như cậu ta chưa từng liên hệ cậu. Vậy cậu nói cho tôi nghe đầu đuôi sự việc đi. Em nguyện ý lưu lại hay là đến chỗ của Whisper kia? Bên anh nghe ngóng được Whisper rất dứt khoát, không trực tiếp mua chiến đội có sẵn dành xếp hàng, mà tự chuẩn bị lập chiến đội thứ cấp từ vòng đấu tử tiến một đường đánh lên. Cũng có thể nói rằng một khi chiến đấu mới của cậu ta thất bại tại vòng đấu dự tuyển, hết mùa giải mới có thể tham gia thi đấu lần nữa. Cậu thử suy nghĩ đến sự rủi ro này. Thời thiếu gia, lúc trước cậu bị qua tay 2 lần, có thể tự cảm giác được rằng bản thân có chút thảm, kiểu tuyển thủ không đến được trước đài mới thật sự gọi là thảm. Lý lịch này của cậu không tính là ngược, cậu thảm chứ gì? Cậu thử nghĩ xem, cậu ra mắt ở đâu? Là nơi đã từng là điện thánh địa FS. Vị thành niên ra mắt từ FS, thời gian đi đến NSN cũng là siêu tiến một, sau đó lại đi đến EAC chúng ta. Một nhà không bằng một nhà, không thảm sao? Được, không nói cái này. Tôi chỉ là đang giúp cậu đánh giá rủi ro. Hành động này của Fitber theo góc nhìn của tôi vô cùng không sáng suốt. Cậu xem xét lại phương diện này đi. Rủi ro, anh ta đi thi đấu dự tuyển chính là tuyển thủ chuyên nghiệp, giả tân thủ. Có thể có rủi ro gì cho được? Ai đó đến cứu tôi chứ? Thằng nhóc này sao mà cố chấp dữ vậy? Tôi chỉ nói có khả năng mà. Whisper cũng không phải là chưa từng thua, chỉ là tôi có chút không hiểu. Anh ta không thiếu tiền, tại sao không trực tiếp mua tư cách tham gia thi đấu cho đến đội cấp thấp, không cần phải khổ cực đi đánh từ dự tuyển? Không cùng quan điểm, không cùng nhau mưu sự được. Nói rồi, anh cũng không hiểu. Cậu nói cái gì? Được rồi, bản thân cậu không sợ chiến đấu thứ cấp, tôi có thể nói gì đây? Tôi bây giờ hỏi cậu. Cậu thật sự muốn đến với chiến đấu của... Tôi biết ngay mà. Cậu ta chỉ là cần ngoắc tay một cái thôi là cậu sẽ đi ngay. Vậy rốt cuộc cậu ta đã đề ra với cậu phí hợp đồng bao nhiêu? Cậu nói một số thôi, tôi giúp cậu bàn luận với tổng bộ, không phải chỉ là tăng giá thôi sao? Tăng giá ký 3 năm sao? Mấy tháng ở ít đó, tôi đã học được một chuyện. Chuyện này tôi khắc vào trong xương, tôi không bao giờ dám quên. Chính là tuyệt đối không ký quá 1 năm hợp đồng. Giấy khoán thân một khi được đem ra thì tự do gì cũng mất.
Được, tôi hiểu rồi. Vậy chính là nhiều hay ít, chú em cũng không muốn đi. Tôi tôn trọng ý kiến của bản thân cậu. Nhưng mà có một cách giúp song phương chúng ta đều không phải chịu thiệt. Cậu thấy thế nào? Anh nói đấy. Whisper có tiền, vì vậy có chuyển đổi của cậu ta và khuyến kết của cậu. Chúng ta không thể ít hơn nhau đâu. Cũng chỉ để xem Whisper rốt cuộc có xem trọng cậu không. Quý ký kết đều không nỡ bỏ, sau này có thể đấu tốt với cậu không? Anh nói đều đúng hết cả. Có thể nhanh hơn chút không? Tôi đau đầu đến mức muốn nôn cả ra rồi. Nhanh thôi, nhanh thôi. Tôi nghĩ cả rồi, tối nay anh ta đến, tôi sẽ nói tôi không muốn để cậu đi. Sau đó tôi cùng anh ta đấu thầu. Một câu cũng đừng nói. Cậu bây giờ đã ký hợp đồng 1 năm là 800 vạn. Cái này giấu không nổi cậu ta. Tôi sẽ từ cái giá này mà tăng lên, tôi giúp cậu đấu giá. Cậu ta cần cậu thì chỉ có thể tăng giá cao hơn tôi. Chờ tới lúc cậu ta ra giá 1.500 vạn, tôi sẽ thu tay. Như vậy tôi cũng không hại cậu. Phân 70% của 800 vạn hơn là tiền chuyển của đội cậu, 30% còn lại là của tôi, thế nào? Bây giờ là cùng tôi lừa tiền anh ta. Cái này sao có thể là lừa chứ? Vậy cậu ta trước kia có được xem là lừa cậu không? Ít nhất chúng ta đem được số tiền trước kia cậu ta bán về cậu, đúng không? Quản lý Kiều, có phải là anh quên rồi? Tôi chỉ còn 2 tháng hợp đồng thôi. Tôi chờ thêm 2 tháng nữa rồi, tự mình đi đàm phán không tốt hơn sao? Vậy không cần biết bao nhiêu, đều tiến vào thẻ của tôi mà thôi. Chỉ mỗi mình cậu, cậu có thể thỏa thuận giá được bao nhiêu? Thái độ của cậu phải kiêu căng hơn chút. Cậu phải để cho cậu ta cảm thấy tôi ra giá cao để giữ cậu lại. Hơn nữa, cậu chắc chắn cậu cũng không muốn gì đồng tiền rách nát nó đúng chứ? Vai ác nhân để tôi làm là hợp nhất. Lại nói, Whisper có tiền, không sao. Tùy ý, cứ quyết định vậy đi. Hai năm không gặp Dư Thí đã thay đổi rất nhiều. Không cần cẩn thận ngủ mất rồi. Thời Lạc quản lý Kiều tìm cậu.
tới rồi ha. Chỉ qua một đêm mình đã trở thành con chó nâng giá của Triệu Phong rồi. Như thế là anh tự tìm ấy. Hai năm không gặp, Như Thí vẫn là thiếu niên ngày nào. Giờ đã thành chủ câu lạc bộ rồi. Có chút chuyện nói qua điện thoại không được rõ, giờ vẫn nên thảo luận lại. Có điều, Peter, chuyện cậu nói trước kia thật không dễ làm, giấu cũng khó. Bàn về chuyện này, bản thân tuyển thủ có lẽ chả cần phải ngồi đây vậy, các câu lạc bộ khác đều âm thầm làm, nhưng IEC chúng tôi thích công bằng. Cứ như vậy đi, chúng tôi sẽ không đi ngược lại với nguyện ý của tuyển thủ đâu, cưỡng ép họ phải đến câu lạc bộ khác. Được vậy, cứ bàn đi. Là như thế này, ý kiến của IEC chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi không thể để Evin chuyển đến chiến đội cấp thấp của cậu được. Nhân viên chính thức của Liên minh cũng sẽ không để cho một tuyển thủ giỏi như vậy đột nhiên bị giáng cấp. Đây là tổn thất của khu thi đấu. Yên tâm, sau khi mua thời lạc về, cậu ấy vẫn có hiệu lực ở IEC như cũ. Sau khi thi đấu kết thúc mới chính thức làm thủ tục chuyển đội. Nếu như chuyển đội của tôi hết cách vào phòng trong của cậu ta để bầu ước do bản thân tuyển thủ lựa chọn tiếp tục ở lại IEC hay là đến chiến lược đội khác. Tốt quá rồi, như vậy còn có thể không dùng tiền mà vẫn cứ có thể giữ lại thời lạc một thời gian, tự nhiên nhặt được một cái hời. Không được, vậy là ý gì? Đặt mua xong gửi lại. Sao nói như vậy được? Whisper tính toán thật chu toàn, Evin không cần phải chuyển đi chuyển lại mấy vòng chiến đội cấp thấp, chỉ là chúng tôi không muốn cho người đi. Thái độ của tuyển thủ Evin sao cũng được cả, đã như vậy rồi người trả giá cao hơn đi. Phí hợp đồng 1 năm hiện tại của thời lạc đó là con số này. Bên Viper cậu thì sao? Tiếp đến chỉ cần từng bước một ép Chư Thí phải đưa ra giá cao nhất hơn 1.000 vạn, mình cứ như vậy có thể ngồi hưởng lợi kiếm đầy bát cơm rồi. Một nghìn năm một nghìn năm giá cao nhất mà Triệu Phong đã nói chính là con số này. Như thế gia quả này có khi nào chơi địa chủ vừa mới mở màn nó bùng một cái trước rồi không? Một nghìn năm trăm rưỡi, tình huống gì đây? Không phải nói giá cuối cùng là 1.500 vạn sao? 1.700. Không, đây là ý gì chứ? Biết là Dư Thí có tiền, xin cho chiến đội cấp thấp phải cung cấp cho Liên minh một khoản tiền khổng lồ, tiêu tiền để mua sân thi đấu giá cao ngất ngưỡng. Còn phải bỏ tiền ra tiến hành sửa sang cho căn cứ hợp đồng của tuyển thủ, sao có thể bỡ đỡ Triệu Phong đến như vậy?
cậu đừng làm phiền bọn tôi. Ban nãy đã nói rồi, phải chọn cho cậu một cái giá cao nhất, 1.750. 1.900. 1.950. 2.001. 2.150. 2.005. 2.005. 2.006. 2.006 thành thành giao. Thành giao, không phải đăng nâng giá của Dư Thí sao? Làm sao mà mình lại thành giao? Mình kiếm đâu ra hai kiếm 2.600 vạn mà mua thời lạc đây? Thời lạc cậu làm sao vậy? Anh làm sao vậy chứ? Bị điên rồi. Anh nhìn tôi xem chỗ nào đáng giá 2.600. Đây là Whisper nâng giá. Đi xuống rồi mà. Là anh nâng giá thì có 2.500 vạn, sao anh không bị đi bán vợ luôn đi cho rồi? Không được, cậu nói thì không tính. IEC chúng tôi căn bản là không muốn gia hạn hợp đồng. Anh vừa nãy mới nói là tôi tôn trọng nguyện ý của tuyển thủ mà. Thôi là chúng ta lúc trước nói như nào vậy? Anh còn nói hả? Là ai đã nói nâng đến 2.000 năm rồi thôi, 2.600 vạn, mau chuyển vào thẻ của tôi. Cái đời này tôi là người có IEC, tôi kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Tôi quan tâm anh ạ. Bây giờ là đang lô khách sao? Nhỏ của Dư Thí lô khách, tức là trong buổi đấu giá do giá khởi điểm của vật phẩm quá. Chết, mở miệng quá sớm rồi. Có cần giải thích với anh ta một chút hay không? Mình không muốn dùng kiểu phong lừa anh ta. Giờ nãy kiểu phong lần lượt tăng giá là thật sự không thể chối. Lúc này anh đã chẳng nói được nữa. Lúc nào cũng như vậy lại nói không được nữa rồi. Có thể việc chuyển đổi qua một bên trước, chúng tôi thương lượng lại đã. Cứ cứ như vậy trước đi. Tôi có thể hiểu được, thật sự không có gì quản lý kiểu. Vừa nãy có thể cũng là việc không nỡ để thời lạc đi. Cảm xúc có chút kích động bình thường. Năm đó tôi cùng anh ít ăn bàn về thủ tục chuyển đổi của thời lạc cũng không phải quá bình tĩnh, có thể hiểu được. Năm đó hợp đồng cùng anh ít ăn bàn về hợp đồng chuyển đổi Dư Thí và anh ít ăn xây dòng đồng suốt một thời gian 2 năm trước. Lúc đó tôi cũng cuồng loạn hết cả lên với Dư Thí, đập máy tính ném bàn phím. Đem chìa khóa xe của Dư Thí ném vào bể nước, chặn lửa lớn không cho Dư Thí bước ra ngoài. Không được đi. Chạy đến NXN khóc lóc om sòm,
muốn làm cho quản lý anh HN thấy mình đã bị người dễ kích động rồi từ chối mình. Tôi điên lên đến chính bản thân mình còn sợ, các người còn dám ký hợp đồng với tôi không hả? Nhưng vẫn không ngăn được. Như thế có thể đỡ hết được các quấy rầy của thời Lạc, tiếp tục cùng quản lý NSN bàn chi tiết về hợp đồng chuyển đổi. Điều này không thể. Từng đều, như thế tự mình xem xét toàn bộ với luật sư. Mau bụng lại, sau này nhờ giả rồi nhưng vẫn không ngăn được anh ta ký ước. Lúc sau cùng hối hận bản thân cũng quá kích động muốn đi xem vết thương của Dư Thí. Khi tôi hạ quyết tâm quay lại FX, nơi to lớn này chỉ còn lại một mớ hỗn độn, người đã sớm đi. Sao lại nói như vậy? Anh đến đón em. Thời ca, có thể gánh tôi đánh một trận không? Thấp kém. Thời ca, gói dẫn em leo mà lập đội cùng em được 3 trận đã thôi, còn nói đánh nữa sẽ nghỉ thi đấu mất. Thật ra em đã đánh cho một lục kích tự bế với nữa rồi. Từ sau khi Hỏa Hỏa học đấu pháp của Dư Thí, gặp Hỏa Hỏa là lập tức muốn thoát khỏi bản đồ thằng cha này. Tôi đổi tài khoản phụ. Cảm ơn thời ca, khấu đầu lại tạ thời ca. Có điều thời ca, tài khoản phụ của anh đã đủ điểm chưa? Có thể lập đội cùng em không? Tài khoản phụ cũng đang ở top 200. Ngài thì sao? Bây giờ còn đang ở top 1000 sao? Tôi đang sợ tài khoản chính của ngài không thể lập đội cùng tài khoản phụ của tôi đấy. Đã nhanh chóng đổi sang ICC. Loạn mã. Thật ca, Thẩm ca nói Dư Thần hôm nay đi tìm anh, hai người bàn được không? Chắc là không tới 1 tháng nữa sẽ có tiên kiện. Vậy thì tốt, tuy rằng nghe nói trước đây, chuyện của anh và Dư Thần không đều có ưu điểm nhược điểm cả.
IAC có điểm khiến tôi thích. Thả lỏng gì chứ? Cái ông quản lý của anh trước thi đấu một ngày đột nhiên tổ chức họp khoanh để bắt tay, là một nơi đã kiếm đủ lời, hoàn toàn không thể đối xử với tuyển thủ như người, cũng chỉ là công cụ chẳng có lợi ích gì. Tôi hỏi cậu, việc giống như vậy nếu là quản lý của người khác cậu làm thì cậu sẽ như thế nào? Không thể nào không quản lý bọn em, trước giờ không làm khó bọn em. Tôi nói giả thiết cậu sẽ thế nào? Đau lòng nghĩ, thương tâm muốn chết đi luôn. Xem, tôi đã chẳng thương tâm như vậy. Không quản câu lạc bộ có cái hoạt động máu mẹ gì, cậu sẽ chỉ giận, không đau lòng. Tin tôi, tức giận so với đau lòng dễ chịu hơn vạn lần. Mọi người không phải liên lụy bất cứ tình cảm nào, hợp thì hợp, tan thì tan, hai bên đều thoải mái. Vì thế tôi đối với IEC không có oán giận gì. Thờ thần, có phải em lại đề cập đến chuyện không hay rồi không? Cậu tưởng tôi đang nói đến chuyện lúc đầu rời khỏi FS, thật sự không phải. Thờ ca, em có vấn đề này muốn hỏi, chỉ sợ sau khi hỏi rồi anh đập em mất. Hỏi đi, tôi còn gì mà sợ hỏi. Thờ ca, có phải anh và Dư Thần đã từng bên nhau? Bên nhau của cậu ấy là chính là cái nghĩa ấy anh hiểu đấy ha. Xin lỗi, cứ xem như em chưa hỏi gì đi. Sao cậu lại muốn hỏi đến chuyện này? Em thường theo dõi mấy cái siêu topic của rất nhiều tuyển thủ. Gần đây thấy của anh và Dư Thần xem được rất nhiều cái không biết thật giả. Nhớ tới trạng thái của hai người tối qua, đột nhiên em có cái ý nghĩ lớn mật như vậy. Không có. Chưa từng sao? Chưa từng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Không thì quá là cẩu huyết rồi. Có điều trong siêu tô bít còn có người nói thần ca và dư thần bên nhau, thật hay giả vậy? Cậu có chuyển hướng sang kinh dị và gay cấn. Thật ra ban đầu mọi người chỉ thảo luận việc năm nay dư thần có bạn gái hay không thôi. 8 nửa ngày trời cũng chẳng tìm được dấu vết gì. Sau đó bắt đầu soi sang anh, phát hiện hợp lý hơn. Ngay cả bạn bè già là con gái cũng chẳng có, người gần gũi nhất chỉ có em. Sau đó mấy cô gái ấy bắt đầu y chúng ta. Ôi trời, mấy cái chuyện ngắn viết ra thật là người ta ngại muốn chết. Bỏ qua khúc này đi. Được được. Sau đó lại có người nói anh và thần quả thật ra cũng có chút không rõ ràng. Dừng lại, tôi thà rằng có quan hệ không đúng với cậu, cái này cũng cho qua. Được được, trọng điểm là đây. Gần đây có một fan lâu năm của FX tung tin nóng, nói thần ca với dư thần mới là một đôi. Lý do là nụ hôn đầu của Dư Thần là thần ca. Nói trước đây FX có lần tụ họp chơi khá khuya, ngày hôm sau thần thần phát trực tiếp đồ rằng Dư Thần mất nụ hôn đầu rồi. Lúc đó uống khá nhiều, thế có thật hay không? Hai người họ chỉ đùa hay là... Tin nóng như vậy trong siêu ô tô biết cậu cũng tin. Ngày mai tôi tung tin về NSN, các cậu vào siêu top bit
Nói cô độ thật ra đối với tôi có dụng tâm khác, cậu đoán xem khoan của cậu sẽ tin hay không. Bình thường em rất ít mấy thứ này, nhàm chán. Ê, được rồi, 2 giờ sáng rồi, đỡ không nổi thời thần, ngủ ngon. Tin nóng của khoan lâu năm ấy không phải giả, chỉ là có chút sai lệch. 2 năm trước ngày sinh nhật của Dư Thí vì bị xuất huyết dạ dày cấp tính phải nhập viện. Tháng sau FMS bù cho Dư Thí một cái sinh nhật. Lúc đợi Dư Thí đến, Bi thúc đẩy mọi người chơi trò nói thật hay là mạo hiểm. Vận may của tôi không tốt, mới bắt đầu đã thua rồi, thời lạc cậu thua rồi. Tôi không uống rượu, vậy sao mà được, đã thua thì phải chịu uống, không uống là không uống. Một giọt cũng không. Được thôi, cậu không muốn uống thì thay đổi hình phạt. Trong tất cả mọi người ở đây, tùy tiện tiện tìm một người. Được thôi, ý trời rồi. Dư Thí sống không vào, ngủ không vào, lại khư khư vào ngay lúc này, nụ hôn đầu. Đây tuyệt đối là nụ hôn đầu của Dư Thí. Mau đăng lên Weibo đi. Nói với fan của Dư Thí rằng Viber của các cô đã không còn là dùng đất chưa nhiễm nữa. Nụ hôn đầu đương nhiên không phải. Chuyện cũ năm xưa, tiểu tử thúi. Đều không nói rõ như nhau cả. Poppy về nước rồi. Poppy tay bắn tỉa của FS về nước rồi. Giải sợ không phải lại xé ra nữa. Trước là thần quả, giờ là Poppy. Mấy người FS này thời gian về nước đều khá tương đồng thì phải. Như thế, cái người mà lúc trước gia nhập anh ăn đến bây giờ vẫn chưa được vào website chính thức, rốt cuộc là chuyện gì? Thằng quả luôn ở căn cứ anh ít ăn, nhưng một trận huấn luyện cũng chả giấu, từ đầu đến cuối cũng chỉ dùng hỏa hỏa làm vài trận huấn luyện, luôn có cảm giác anh ta chờ cái gì đấy. Có thể chờ cái gì cơ chứ, lớn mật đoán mò. Whisper muốn tự lập một chiến đội. Đại chiến của Phan Dư Thí và Anti Dư Thí. Người phản bội khu thi đấu quay về rồi. Tùy tiện tìm một đội mạnh giúp đỡ khi khu thi đấu của nước lóng góp trên Weibo để chuộc tội còn tạm được. Còn dám tự lập một chiến đội mới. Hời. Búa phản chiến. Đội búa ép buộc đồng đội ở giải nghệ, búa bán đồng đội, các người cứ chửi thoải mái. Hiện tại chúng tôi chỉ hy vọng Dư Thần có thể ở
anh ấy an bình yên trải qua trước vài năm giải nghệ, không mong muốn gì khác nữa. Như thế mau rời khỏi anh ấy an, đi đến từ chỗ nào thì cút về chỗ đấy, không không ở lại thay quả quả làm người dành điểm khởi đầu. Như thế thật sự từ lúc xuất đạo cho đến giờ chưa từng trải qua một ngày yên ổn. Như thế năm 16 tuổi xuất đạo cùng chiến đội Lao Phong, những năm đầu bị phun bậy là không xứng đáng với chức vụ, không nên thay đồng đội cũ đánh điểm khởi đầu. Sau này phát hiện năng lực thật ra cũng rất tốt, lại quay sang phun anh ta chơi đấu pháp kỳ liệu, sư thích khách chèn ép tài nguyên của đồng đội đột kích thủ là khối u ác tính của đội. Cũng không dễ gì, năng lực của Dư Thí cuối cùng cũng được bọn phun nước bọt đấy thừa nhận. Còn không đợi anh ta đấu giải quốc tế ra được thành tích, chiến đội từng trên lại không làm người nữa rồi. Trình độ quá đáng khiến EAC của hiện tại với đạo phong của năm đó 50 so ra cũng làm như từ thiện rồi. Ông chủ về kiếm tiền điên cuồng tiếp thị, như thế bọn họ ngày nào cũng phải mấy giờ dậy, mặc gì chưa, ăn gì, tối ăn gì, trước khi đi ngủ mặc đồ ngủ màu gì. Khoan đều biết toàn bộ, nửa chút riêng tư cũng không có. Sau một lần hoạt động liên tục suốt 48 giờ không được nghỉ ngơi, đội trưởng Quý Nham Hàng, lớn tuổi nhất chiến đội Đao Phong không chịu được nữa, dẫn theo vài đồng đội hủy hợp đồng, tự mình lập chiến đội khác. Cũng chính là thánh địa diện điện cạnh của sau này chúng đội FS. Như thế cuối cùng cũng đã có thể bình yên rèn luyện chiến thực. Hơn một năm sau đó, FS nghèo trắng tay đã đoạt được cúp quán quân thế giới. Lần náo động cao một phạm vi, Như thế cũng dự định cho bản thân một địa vị giang hồ. Nhưng ngày tháng tốt đẹp ấy chưa được mấy năm, Như Thí là một lần nữa làm ra chuyện lớn gây náo động phạm vi, phản đối cuộc thi bay đến châu Âu. Tất cả những fan gì Như Thí mà đã từng hấu tiếc, đã từng hoan hô, đã từng khóc, đã từng cười, whisper, từng cùng anh ta chia sẻ những vinh quang, cùng anh ta bị ngàn người chỉ trỏ, đi qua sóng to gió lớn bây giờ sớm đã hờ hững. Mong rằng anh ta có thể sống những ngày tháng bình yên. Nhưng Dư Thí cứ khăng khăng không. Chỉ vừa mới truyền ra tin tức Dư Thí muốn lập chiến đội mới và đã xé thành như này. Vậy sau khi chính thức thông báo, mình cũng phải chuyển vào chiến đội của Dư Thí thì sao? Fan của mình và anh ta nghe qua tin này sợ là dễ xúc động. Mộ xúc luôn mộ tổ tiên của đối phương mất, gặp phải đại ca nào chơi tàn nhẫn hơn, có khi trực tiếp cho nổ luôn căn cứ của chiến đội mới cũng không chừng. Mình cũng không muốn lên tin tức xã hội, vậy thì Kha Sơn Kiệt trong lòng sướng mà cười ra cả tiếng mất, nghĩ ra cách gì đi. Ngài Hỏa Hỏa nói thật sự hiện tại cách tốt nhất chính là trực tiếp công khai mình và Dư Thí ở cùng chỗ.
Như vậy thì Khoan cứ phải miễn cưỡng chấp nhận nhau sau sự sụp đổ. Vậy nên công khai chứ. Chưa đến nỗi, có lẽ vẫn còn cách khác. Gửi thông tin cho Dư Thí trước đã. Thao, 2 năm trước sau khi xóa lẫn nhau vẫn luôn không thêm số điện thoại. Đoán chừng cũng sớm không dùng rồi. Thần quả trái lại vẫn có, nhưng không muốn nói với hắn chút nào. Ý búp bi, mặc dù cũng không thân nhưng so với thần quả thì tốt hơn nhiều. Búp bi. Nói với Whisper một tiếng, tạm thời đừng công khai, sẽ chuyển sang độ mới của cậu. Tôi tự có sắp xếp. Nhanh thế đã trả lời rồi. Có thể là giọng của Dư Thí. Không trả lời. Cả cậu, tôi chợp mắt một lát. Như thế, bản thân thời Lạc cũng biết rằng nếu ai quay lại Tiên Kiền, diễn đàn bên này của chúng ta bên đó cũng sẽ bùng nổ. Nha. Thế thì hà tất khỏi bận tâm. Có rất nhiều tay đua giỏi, chút nữa thời Lạc qua chỗ thần quả khẳng định lại cấu giấu, làm không tốt Khoan hâm mộ của cậu ấy sẽ đến căn cứ của chúng ta mà đầu độc mất. Nếu như cậu ấy không có ý định qua lại, tôi cũng không thể lại quấy rầy cậu ấy. Thật không hiểu hai người là tốt vai trò đối thủ tiền định không đội trời chung, không phải tốt rồi sao? Lúc đầu đấu giá như thế, bây giờ còn trí nhớ không tốt. Năm đó là một đứa trẻ tốt, nhà người ta đi đâu cũng không có người thay thế được. Cố Kiền cũng nói đến trực tiếp bày tỏ, cậu không nghe, để lại bên người. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi tiếp tục nghe tướng thanh của tôi. Thực ra, Thúc Thời Lạc vừa đi FX. Tôi xác thực muốn đưa cậu ấy đến NSN. Lúc đó, ngoài lý do giam hàng ra, không có ai đồng ý Thời Lạc với ở lại. Bởi vì FX lúc đó đối với Thời Lạc mà nói thật ra không có bất kỳ ý kiến nào. Nhưng người là tôi đưa đến sau cùng tôi vẫn phải đưa ra quyết định. Tôi do dự rất lâu. Hơn mũi đâu, cậu không khó thở sao? Cậu tuổi tác cũng không sao. Sao bằng nghiện thuốc nặng thế?
còn không phải nhặt được sao? Cậu cái đồ nhóc con chơi chơi, cũng sắp được 4 năm lão tướng rồi, cậu tuổi còn không lớn à. So với tôi thì lớn hơn một chút. Cậu vẫn chơi Windam chứ? Cái này không phải chính là cái đó, đắt chết người. Đúng vậy, chính là cậu làm hỏng thì chắc chắn đền không nổi cái mới. Tôi không động. Có thể đừng hút thuốc không? Xin lỗi nữ sĩ, đang băn khoăn về chuyện của tôi không? Không liên quan đến cậu, chính là việc của tôi. Thế cậu tham khảo như thế nào? Sếp của các cậu cũng có tâm tư đúng không? Xin cậu đừng nói nữa. Khoan, tản ra, hãy bắt tản ra, không có nói gì. Ngoài quý nham hàng ra, không có ai muốn tôi ở lại. Tôi trước đây bởi vì quý nham hàng muốn giao FS cho cậu, bảo tôi thay thế cậu. Nhưng cậu đã nói rõ ràng không muốn người thay thế, thế sao cậu lại vẫn giữ tôi lại? Bởi vì cậu ta cho rằng tôi rất lợi hại. Quý nhân hàng gì để đậu có mình đứng đầu vị trí bảng khu vực thi đấu, thà trả lương cao nuôi tôi ăn gạo trắng cũng không nguyện ý để tôi chơi cho đội khác. Đồng đội của cậu không có cái gan này đều cho rằng thay vì để đôi ở đây hưởng phúc, tốt hơn hết là đi đội khác để phát huy tốt hơn. Tâm tư của bọn họ đều rất đơn thuần. Cuối cùng là cậu câm mồm. Tôi không, ruột gan của cậu là phức tạp nhất, bởi vì mục đích của cậu không đơn giản. Giờ không phải xuất phát từ sở thích, cậu giúp tôi đăng ký thông tin tuyển thủ nhưng lại do dự đến bây giờ vẫn không cho tôi ký hợp đồng là bởi vì cậu không vượt qua nỗi rào cản trong trái tim của mình. Cậu muốn tôi quay về trường học, đã cảm thấy nên tôn trọng lựa chọn của tôi. Cậu muốn ký với tôi lại không muốn để tôi thay thế cậu mãi mãi có sự phát triển của bản thân.
Nhưng nếu như thật sự để tôi tham gia vào đội khác đi, cậu lại lo lắng tôi không có chỗ dựa, sẽ làm đường lạc lối, phát triển thành một cục bùn. Mấy ngày nay lo lắng chết đi được đúng không? Vừa mới 17 tuổi, có cần thiết phải thông minh đến thế không? Từ nhỏ lớn thành, mỗi người có tâm tư gì với tôi, chỉ cần một mắt tôi cũng có thể nhận ra. Chỉ có cậu, cậu không có toan tính gì với tôi, vì thế khá khó để đoán ra. Cậu đó, cậu tự mình chọn muốn đi đâu? Tôi đương nhiên là muốn quay lại livestream của bố tôi rồi. Thế thì cậu vẫn làm thay thế cho tôi đi. Tôi rất rõ thời Lạc là đang buộc tôi giữ anh ấy lại. Anh ấy thành công rồi. Chẳng qua lúc đó tôi trẻ tuổi nông nổi, khí lực cũng không lớn. Bị thời Lạc bẫy một lần, tất nhiên cũng muốn quay trở lại phục hồi. Lúc đó là lần đầu thi đấu đầu tiên, thời Lạc chính thức vào sân. Mình thay phần thần quả lên vị trí tấn công cùng cậu ấy đánh trận thường đó. Thật là kỳ lạ, Như Thế không phải là không chơi ở vị trí khác sao? Trận đấu kết thúc, tôi định lấy lý do một mình mang cậu ấy đi ăn mừng, lừa cậu ấy đi lên xe. Đừng nói với người khác tôi mang một mình cậu đi ăn mừng. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Chỗ đó có chút xa, ít nhất phải 8 tiếng. Cậu ngủ một giấc đi, sáng sớm mai dậy là đến nơi rồi. Liền muốn mua quan tử à? Được được, cậu không nói tôi không hỏi. Thời gian giờ đẹp xuống xe thôi. À, lão quý, lái xe lâu như thế nhưng chỗ này lại không có gì. Chỗ này này là điện thoại nha. Lại muốn làm cái gì đây? Còn muốn xuất thân? Ok. Chú ý thời gian, những thứ cần dùng đều để ở trong tập hồ sơ này. Trong này là cái gì? Chút nữa là quên cái này. Đồng hồ đeo tay trẻ con, 13 tệ. Văn phòng phẩm, đồng hồ đeo tay trẻ con. Cuối cùng cũng phát hiện ra khoảng thời gian khỏe mạnh không đúng.